Làm nở đi coi. Ờ, rồi, có hai đứa nằm muốn rồi. Rồi, được, ok. Thầm mát quay ơi. Mày ai gió mát quá. Qua nằm ghế ốc đây. Mở máy lạnh chưa anh? Mở máy lạnh chưa? Đang mở nè. Rồi, xuống. Sợ. Cho đi té. Mẹ ơi, tôi đẹp quá. Thầy nói là tôi có biết gì đâu. Tôi biết giỡn rồi. Tôi biết gì đâu, vợ chồng gì đâu, tôi biết gì chứ. Không được đâu, cái gì trời. Máy lạnh. Máy lạnh. Tôi sẽ té bây giờ nè. Làm cho nó té bây giờ đó. Sao? Trời ơi, nè, ngủ nệm đã không? Đã. Ủa, muốn nạn giường nè, nằm lúng nệm luôn. Rồi đó. Kêu kìa. Ôi ơi, cô trời ơi. Trời ơi, kêu kìa. Trời ơi, giờ này có pin nó đầy đủ rồi kìa. Chào. Ý thương quá. Rồi, em vô em chỉ cái sử dụng trò sen sao luôn đi. Không có mở nước nóng lạnh nha, nguy hiểm lắm á. Nè, không có đá được, còn có hồi đậu quá. Đó, cái toilet đẹp lắm. Hả? Toilet, em bước lại vô luôn đi. Phòng cái toilet quá cười đẹp luôn. Đẹp không ốp? Đẹp. Dạ đẹp. Dạ đẹp, dạ đẹp. Mẹ ơi. Ai? Mẹ có tí xuống thôi, mẹ tí xuống rồi. Mẹ có tí xuống đây nè. Kêu tí xuống, kêu mẹ tí xuống bằng mẹ coi. Kêu mẹ coi. Mẹ. À. Có cái mẹ kìa. Đây. 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 Đó, bắp tay kìa. Tay gì vậy? Bắp tay đây, bị nhau, bị nhớ. Rồi, bóp đi. Bữa đi vô tắm, nó chạy ra chuồng đi ra luôn. Ở chuồng, chẳng chạy ra từ gần chết. Nó mừng ha, nó xuống mừng ha. Tí mừng á. Tí nó mừng. Mà biểu đi vô tắm đi. Mình đây, mình tiếp bánh đá kia, nó cũng vô nó tắm. Tắm thì thôi, nó ở chổng, nó lao bận quần áo đi, rồi chạy ra, không có đâu. Để y ở chuồng trần nước nhẹ 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 cư muốn chết luôn. Mắc cỡ không tí? Mắc cỡ không? Vậy không? Mắc cỡ. Sao mắc cỡ? Ở chuồng không mắc cỡ hả? Cư muốn chết luôn. Mua đồ rồi nè, đi khám bệnh rồi, bây giờ sẽ vô khách sạn. Nghỉ ngơi xíu để gọi chút xíu đi lần qua. Rồi đi vô luôn nè con. Anh cho anh lấy phòng em. Rồi thì mình đi vô nè con. Đi vô cái không sai. Ừ, đi vô nè. Như phòng 203 phải không em? Ok. Ủa, ai rồi ca sĩ gì nữa coi. Thôi đi vô đi. Hai bé này nó khờ á, anh lo giúp nè. đúng rồi. Mời chị nha. Đây, để anh đưa cái ấy của anh trước đi, hồi anh gom cho. Ủa cái này Như Vân phải không? Đợi mình cùng khối với nhau nè. Không nè. Mới đẹp hả? Nè giữ đỡ cái giấy này trước đi rồi hồi nãy ra. Cái gì vậy? Có ai vậy là đưa anh chìa khóa phòng á. Ok, rồi. Ok, rồi. Rồi đi vô nè. Đợi phải đợi mẹ luôn. Trời ơi. Hai đứa con ha là vô tới đây rồi lum xùm hết rồi. Đi ra dẫn mẹ vô nè. Nè, rồi đi ra dẫn mẹ vô. Rồi. Mẹ. Con đang ở khách sạn gì em quên rồi. Hả? À, khách sạn Tướng Khanh. Này lợi với hả là kia nói chuyện với cho chủ khách sạn luôn. Trời ơi nó mới mất tài á. Không?
Rồi. Để đi thang máy cô ơi. Dạ. Cái này được bao nhiêu người? Thôi dồn vô hết đi coi được bao nhiêu rồi tới bao nhiêu tụi con đi bộ. Rồi đi vô luôn, đi vô luôn, vô luôn. Em vô luôn em. Em kìa, vô kìa em ơi, ngọn lớn không à. Rồi. Còn nữa anh. Ôi ơi, không được rồi, không được rồi. Em đi ra đây. Không biết nha. Ờ vô đi để được, được nha. Ủa. Giờ tới nãy đâu rồi? Mà anh vô là không được. Đây. Rồi. Được rồi, được rồi. Phòng 2 lớp 3. Em đi đâu rồi? Ừ. Nè, có đâu ngoài miên hoài vậy trời. Ừ. Anh đi kìa. Không đi Phong ơi, không. Hết biết rồi. Đã ha. Ừ. Hôm nay là vui lắm ha ha Út với cô. Vui. Dạ. Ừ. Vui. Cô vui với tí vui không? Vui. Dạ, vui. Bước tay bắt tay. Rồi bắt đầu mình ra cô ơi. Dạ. Rồi đi quẹo đây nè cô. Phòng 2 lớp 3. Tí ơi đẹp không con? Đã không? Đẹp. Út ơi. Bữa nay mình ở khách sạn này thích không? Dạ thích luôn. Rồi ơi bắt đầu mình chắc đồ qua đây. Kìa cái tủ mình đứng á là đồ chắc vô đó đây. À, phòng đẹp quá là đẹp. Đẹp không? Đẹp quá. Thích quá rồi. Chị cũng nổi rồi ha. Út ơi bỏ dép ra con. Bỏ dép ngoài đi cái bắt đầu mình đi chân không được rồi. À, bỏ dép ở góc này nè. Đó bỏ dép góc bên đây nè. Đó mình đi chân không. Rồi nó mát chân rồi. Đã luôn. Đã chân quá. Ừ, rồi giờ hai đứa. Đã chân quá hả? Đã chân quá. Đẹp quá chị ha. Nhà đẹp nha. Chị Huy đẹp quá. Có tên chị nhớ chị không nha. Trời ơi. Có chị Huy, chị đó chị Huy của chị mà. Chị Huy đâu? Rồi đâu á, đâu không có chị Huy, chị Huy phố á. Ôi ôi. Cái tivi tivi chà bá lửa luôn nè. Sao mất cái nhạc rồi? Chị bá bác. Ừ, chị bá bác ơi, chị bá bác. Thấy cái đây trầm trọng á. À, đây nhầm nhìn xuống nè. Ê, đẹp kìa. Nè mẹ. Trời có điện thoại nữa nè. Anh kia rồi. Bỏ học chân nha. Đó thì giờ. Trời ơi nằm đã luôn ha. Quá đã luôn rồi. Để phòng quay toàn cảnh của cái phòng ở đây luôn. À, có cái tủ lớn này. À, có cái ghế này. Có cái bàn đây. Ở đây có ba cái giường, ba giường lớn luôn. Đó, rồi sao anh Phương với vợ con gái rồi vợ nữa sao không được nằm luôn ngủ không được được mà trời ơi bây giờ muốn không hay chồng mình ở đây luôn cũng được nữa chứ đừng có nói quá đã rồi ở đây chiều nấu cơm ăn ai nuôi đây em mua cơm mình nấu cơm chồng hiểu không ở đây mấy chị nha. Cái đứa mở đây thì con có gì nha bỏ đạn quá trời vô cái lời đi của con con mẹ một cái cái đầu con kìa này được đi du lịch xứ ta đẹp không đẹp ở đây nhà cũng mới trá hơn nhà con cái trời nhà này đẹp nè có chị hình đó có gì hình nhà nhà có chị nữa có không tôi có không ok sao chị yêu quá yêu vợ điên lắm trời ơi quá. Ở ở đây này, người vô nó không có chát. Chát quá. À. Bên này chát lắm á. Ê, đẹp không? Lại chơi với búp bê đi nè. Búp bê đi. Trời đã tuyệt vời. Giỡn. Thôi thôi. Sao mấy ốc cũng không búp bê không vậy? Ok rồi, mấy búp bê rồi. 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 Sao lại ngồi đây? Ôi đồ ok. Nằm mát quay ơi. Mày này gió mát quá. Qua nằm ghế ốc đi. Mở máy lạnh chưa? Mở máy lạnh chưa? Ra mở nè. Ôi. Sợ. Cho đi té. Nào.
Mẹ ơi, đôi đẹp quá. Hai đứa không biết gì đâu. Không biết giỡn. Không biết gì đâu, vợ chồng vợ không biết gì đó. Không không được đâu. Cái gì trời? Máy lạnh, máy lạnh. Máy lạnh. Hai đều bấm. Tôi cho té bây giờ nè. Tôi cho té bây giờ nè. Làm cho nó té bây giờ đó. Sao? Trời ơi. Nè, ngủ nè em đã không? Đã. Ủa, bố này cái giường nè, nằm đúng nè em luôn. Nè, gửi chân cho mà nhào lên niệm chắc mà dặn. Đúng rồi, đi vô cái chân, trời ơi, cái chân ổng nó đang thề, lẽ lên. Đúng rồi, không phải đi tắm đi. Thôi giờ tranh thủ tắm đi, 3 giờ rồi đó, để trễ à. Tắm nghỉ ngơi đi. Tắm đúng rồi, đúng rồi. Anh em ơi, Tu Tè ơi. Con gái miền Tây. Giờ mày cứ nhắc Tu Tè ơi. Tu Tè, bây giờ hay gì? Cái gì mà như vậy hả? Hai bà mẹ tranh thủ tắm rửa cho mát đi. Tắm chứ. Đừng có lát được ngồi đi nữa đó. Hai bên nhau tắm đi. Đi đâu hả? Đi chơi. Đào qua đẹp lắm. Đi. Trời ơi, chỗ này là cực vui luôn. Giờ hổng đây rồi, hồi đi lẹ. Có ca sĩ gì không? Có, ca sĩ Thanh Phong ra, Úc Phong Rông với Thanh Phương. Ừ. Này là ca sĩ nè. Ừ, này là ca sĩ gì đây? Ca sĩ nhóm mày trắng. Ừ, dữ luôn. Rồi, cho mấy cô đọc trước đây. Đây, đây nè. Cô lấy bộ đồ quần xanh áo đen bận cho bé đẹp. Lấy đồ mới luôn đi cô. Mình đi chơi. Có hai ca sĩ nữa. Em vô phòng á, em chỉ cô cách sử dụng rồi luôn nha. Ca sĩ Phong Đâu. Đây. Chú này nè, như Phong Cản. Phong Cản ơi, chú đó. Kêu kìa. Ôi ôi cô trời ơi. Trời ơi, kêu. Ờ, giờ này có pin nó đầy đủ rồi kìa. Chào. Ý thương quá. Rồi em vô em chỉ cái sử dụng trò sen sao luôn đi. Không có mở nước nóng nước lạnh nha, nguy hiểm lắm á. Không có đá rồi còn có hồi đậu quá. Mất quá chuyện rồi. Đó, cái toilet đẹp lắm. Hả? Toilet, em bước lại vô luôn đi. Đóng mắt hết rồi. Phòng cái toilet quá cười đẹp luôn. Đẹp không à, Út? Đẹp. Dạ đẹp. Dạ đẹp, dạ đẹp. Ừ. Em chỉnh một mức đi. Cái này là khách sạn luôn hả cô? Cái này là năm sau nè, chú Bâm, chú Bâm. Rồi thôi giờ nè, con chào đi. Con chào quý khán giả. Khán giả. Quý khán giả đăng ký kênh con. Ủa kênh trên chú Phương với chú Phong. Chú Phong. Chú Phương. Rồi. Chờ khán giả đi. Chào khán giả. Rồi hẹn gặp lần qua xe lét nha. Nói cho bà con ơi. Con đi lần qua. Tôi đi lần qua chơi. Hẹn gặp bà con nghe. Bà con nghe. Ủng hộ chú Phương. Ủng hộ chú Phương. Chú Phong. Chúc mừng. Đăng ký nhiều nha. Rồi cảm ơn. Con ở khách sạn vui quá. Ở khách sạn vui quá. Ừ. Thôi mệt quá. Bàn tay có đầu coi. Ôi ơi. Rồi Phong xin chào. Hẹn gặp lại quý khán giả một cái clip về đi làng hoa là cực đẹp luôn. Rồi Phong xin chào. Tắm chưa? Nhớ. Bữa đi vô tắm nó chạy ra chuồng đi ra luôn. Ở chuồng chẳng chạy ra từ gần chết. Mừng ha, nó xuống mừng. Tí mừng á. Tí nó mừng. Mà biểu đi vô tắm đi. Mình đây mình tiếp bên kia nó cũng vô nó tắm. Tắm thì thôi nó ở chổng nó lao bận quần áo đi rồi chạy ra không có đâu. Để y ở chuồng chờ nước nhẹ nhẹ. Cừ muốn chết luôn. Mất cỡ một tí, mất cỡ không? Vậy không? Sao không mất cỡ? Ở chuồng không mất cỡ hả? Cừ muốn chết luôn. Hát bài coi. Bài gì trời? Bài gì đó, em trong nạ đó. Ghét anh hả? Ca sĩ em vợ cứ theo em hoài à. Ca sĩ em biết luôn, mình thử. Ca đi. Ca đi. Mơ, đừng nghe thấy anh đang cười. Ca đi. Con cò bé bé. Cái hát cậu bé bé dốt kìa. Bé. Cho mình nghe. Hát cậu bé bé dốt đi. Cạp. Ê, có gì vậy? Nữa gì dạ hoài. Mắt nay trên mình chớp. Cái gì vậy cô? Cái gì đẹp không? Hả? Đẹp. Đẹp. Mẹ con đẹp không? Đẹp. Trời trời.
Ê, mẹ trời ơi, trời, cô quay con nói mẹ nè, cho mày, cho mày lại giống y ai mẹ luôn, mặt mẹ đẹp, cho mày mẹ giống luôn. Ê, má con mày con đẹp không gì bà luôn, bà má vợ, má vợ má con đẹp không, thằng chúa bông bông đó. Mẹ đẹp đẹp rồi, đẹp biết đẹp tiên, đẹp quá mẹ ơi, anh má khỏe vui ha, chút nữa mình mua nhà rồi, mấy nhà này nhà không, mấy nhà này nhà rồi, căn sai, chút năm sai, nếu năm không mua em đây người trộn xanh, đang nói nghe gì trời. Một câu là một câu rất hiền. Tính ngàn tí là bệnh nặng hơn với Diễm Hương. Diễm Hương đâu rồi? Diễm Hương cô Tè đâu rồi? Cô Tè này đó. Cô Tè phố chứ đâu? Dẫn mà. Ôi này dẫn mà. Mông. Trời bắt giờ. Mẹ ơi. À, ai? Mẹ có tí xuống đó, mẹ tí xuống rồi. Mẹ có tí xuống này nè. Kêu tí xuống rồi, kêu mẹ tí xuống bằng mẹ coi. Kêu mẹ coi. Mẹ. À. Mẹ miếng đi. Không qua bộ lỗ lọt với cái lỗ đó à. Rồi rồi nè. Bóp tay kìa. Tay. Đây. Đó bóp tay kìa. Tay. Ừ. Tay gì vậy? Bóp tay bị nhau, bị nhớ. Rồi bóp đi. Đừng đụng, bị đụng vậy. Dạ hoa. Bởi vì người ta, bà con người ta coi, ta cười cũng đau bụng như tí súng mà. Ta kêu ngày ra clip cho ta coi. Mẹ đâu? Mẹ đâu? Mẹ bà này bà kia vậy? Mẹ dâu. Mẹ vợ. Mẹ vợ đẹp trai quá đi. Trời ơi. Mất bà ơi, dễ sợ bà. Mẹ vợ đẹp trai, tao bót ai, tí ơi. Hay quá. Đẹp trai gì được? Gia đi thương quá đi nè. Em hoài à. Gì? Thôi, rồi, dùng đau nữa. Kêu ổn kìa, anh kêu, Út kêu rồi. Út kêu gì Út? Giờ khi trời. Thôi lại bạn luôn á. Lại bạn luôn á, bạn đi không mệt. Lại bạn luôn bạn ơi. Kêu Út, biết Út kêu Út giò kìa, nhít kìa. Út giò đi Út ơi. Bóp giò hả? Dơ nè. Dơ nè, quýnh luôn. Quýnh luôn. Bóp giò Út đây, bóp giò Út đây. Đúng Diễm Hương giò nhất cờ bóp giò đi bóp đi nè. Bố tại bóp giò cho em đi. Bóp còn nói vậy nè, nó thương quá hà. Đau bụng quá, đau bụng quá, chết bây giờ. Bụng nè. Trời ơi coi. Ôi ôi có hai đứa cu Tè kìa. Kêu à. Đẹp ha. Đẹp không? Đẹp. Trời đeo vậy đó cũng bảo vệ bụi mắt nữa nè. Con cũng đeo vậy không bụi mắt. Ừ. Con là con cá thòi lòi. Anh đâu vậy quá anh Thường ơi. Anh vậy. Không, con nói vậy không cho. Thôi hai đứa đẹp quá.